Bà dậy chi vậy? Nãy không dậy chi vậy? Tôi nhìn đi, già lắm phải không? Có đâu, chân chim đầy rồi phải không? Bảy không phải như thanh xuân đôi môi 18 nữa đúng không? Bà nói cái gì vậy? Chán lắm rồi phải không? Không có đâu. Sao mỗi lần tôi quay mà tôi ôm ông á thì ông bỏ ông đi? Biết sao? Tôi đi. Đi đâu? Thì đi đi ra ngoài gọi điện thoại cho mấy nhỏ gơm phải không? Mấy nhỏ bồ nhí đúng không? Không có, không phải vậy đâu. Bà bình tĩnh nha, tôi nói nè. Đây cơ, có lòng tự trọng lắm. Chán nhau thì cứ nói một tiếng, viết cái đơn tôi ký. Chứ làm cái gì mà chán hất khủi vậy? Bà bình tĩnh, bình tĩnh nha, tôi nói không phải vậy đâu. Tôi đi á là tôi đi vệ sinh, tôi đi tiểu. Thôi đi, bình thường á, dạo gần đây tôi nấu cơm nấu canh cho ông, ông không thèm đụng đến tô canh, chê rồi đúng không? Con người ta chán cơm thèm phở rồi mấy chục năm rồi, củ xì cũng mềm rồi. Không có cái vụ đó đâu. Bây giờ bình tĩnh nè, nghe tôi nói nè. Biết sao không, mấy bữa nay trong người tôi nó kỳ lắm. Không biết tôi có bị cái bệnh gì không á, mà ban ngày á tôi đi tiểu tới cả chục lần vậy đó, mà ban đêm á đi 5-6 lần luôn. Bà để ý không, tôi ăn cơm á có canh á, tôi đâu dám ăn canh đâu. Rồi nước bà làm ra tôi uống, tôi không dám uống luôn. Uống vô rảnh mắt tiểu dữ lắm, nhịn không có được. Tôi khổ sở lắm rồi, không biết sao nữa. Thiệt tình là như vậy đó. Thiệt không á? Chứ không phải lén phén hả? Không có gì hết á. Bà nghi ngờ tầm 7-3 không à? Được, chê, bà già 50. Không có, bà tôi bị gì không biết tôi bị sao bà. Bị gì ta? Nó đi tiểu hoài đó, ngày đêm gì cũng đi hết á. Tôi cũng khổ tâm thiệt á, tôi không biết tôi bị cái bệnh gì nữa đây nè. Vậy là ông bị yếu. Yếu? Bà không có, bà tầm 7-3 mà. Nằm xuống ngủ đi, không có đâu, không có đâu. À, ngủ đi. Yếu. Ngủ đi, đừng có khóc nữa, không có yếu mà. Mệt mà. Yếu thiệt rồi. Bữa nay xong bún cào tôi thấy ông mệt mỏi, ông chậm chạp quá vậy. Từ từ để tôi đi. Vậy hả? Để tôi đi đây. Đây hả? Chờ chờ chút nha. Trời đất ơi, cha này sao vậy trời? Rồi tiếp. Tiếp. Thấy không á? Tôi hả? Xe này ơi, tôi lụm con này. Ôi, ông gan quá, ông dám ăn pháo tôi luôn hả? Ông ăn pháo tôi. Chiếu. Ủa chiếu? Rồi, thua rồi. Thấy người ông có mệt mỏi làm sao á? Ông có bị gì không? Ông biết sao? Cái gì? Biết đi đâu không? Ông đi đâu? Tôi đi tiểu. Tiểu nhưng mà tiểu hoài vậy? Thì nó mắc rồi phải đi chứ nhịn sao được. À, vậy là ông mắc tiểu không ra là cứ chút đi vậy hả? Ông ngủ tôi mới để ý nha. Dạo này tôi thấy mắt ông thâm quầng nè. Ông có vẻ mệt mỏi nè. Đúng rồi, ông nhắc tôi mới nhớ. Không, không hiểu sao lúc này á tôi bị cái gì á. Mà ban đêm mới đi tiểu 4-5 lần. Ban ngày đi cái chục lần luôn, nhịn không có được. Bởi ngại lắm ông ơi, qua nhà hàng xóm chơi cũng không dám nữa. Sao đi tiểu bài nó kỳ, khổ ghê vậy đó. Rồi, vậy là ông bị bệnh rồi. Bệnh gì? Cái trường hợp của ông là giống ông anh của tôi nè. Sao? Cái trường hợp mà rối loạn tiểu tiện á là một cái triệu chứng là bàng quang tăng hoạt OAB. Kích thích bàng quang. Vậy hả? Ừ. Gì mà tăng hoạt rồi kích thích? Nghe ghê vậy? Vậy bệnh này là bệnh gì? Vậy tôi ông ơi, tôi phải sao? Ông ơi, trời ơi. Dạ, em chào anh. Chào chị. Ủa, chị đâu về vậy? Dạ, đi mua thuốc cho ảnh. Anh, sao? Sáng đến giờ hả? Đi khắp sớm luôn. Sao? Về bệnh của anh để biết cách điều trị đó. Trời ơi, nãy giờ là bà đi rêu rao cả sớm vậy cái bệnh tình của tôi hả? Chết tôi rồi. Tao phải rêu rao.
sao đâu. Trời ơi, bà làm vậy rồi mặt mũi nào tôi ra đường nữa. Trời ơi, sợ ta cười hả? Yên tâm, người ta chưa kịp cười anh thì anh đã hết bệnh. Mà bà mua thuốc gì? Bà mua ở đâu? Con ơi, ông xã của cô có những triệu chứng vậy nè. Ban ngày á đi tiểu hơn chục lần, còn ban đêm á thì đi ra đi vô đi tới đi lui á hơn 5-6 lần. Tiểu xón nè, tiểu gắt nè, tiểu mất kiểm soát nè, tiểu nhiều lần nè. Có cái loại thuốc nào từ thảo dược điều trị bệnh này không con? Dạ có. Dạ đây thưa cô, hiện nay bên con có sản phẩm ít liệu khang, là sản phẩm tiên phong sử dụng nguồn nguyên liệu Golet, được chiết xuất từ hạt bí đỏ Bia Bio và mầm đậu nành từ Thụy Sĩ. Theo kết quả nghiên cứu từ Hàn Quốc cho thấy thì 96% người sử dụng nguồn nguyên liệu Golet đã có sự thuyên giảm rõ rệt về số lần đi tiểu. Số lần đi tiểu vào ban đêm giảm từ 3 lần xuống còn dưới 1 lần. Số lần đi tiểu vào ban ngày không kiểm soát giảm từ 8 lần xuống còn dưới 2 lần. Và hiện nay đã có 500.000 khách hàng sử dụng nguồn nguyên liệu Golet từ ít liệu khang. Kết quả cho thấy sau 6 đến 8 ngày sử dụng thì số lần đi tiểu giảm đáng kể, không còn cảm giác buồn tiểu gấp. Sau 3 đến 4 tuần sử dụng thì số lần đi tiểu ban ngày giảm và số lần đi tiểu đêm chỉ còn dưới 1 lần. Nếu như cô sử dụng đủ liệu trình từ 3 đến 6 tháng thì tình trạng tiểu không kiểm soát sẽ không còn nữa, không còn tiểu xón, tiểu đêm. Cô sẽ có một cơ thể khỏe khắn hơn và giấc ngủ ngon hơn. Hay quá vậy. Nè chị ơi, ba cái thuốc này nè ha, chị mua phải cẩn thận nha. Mua cái nơi mà bán thuốc có uy tín nha, rồi được cấp phép của Bộ Y tế nha, phải có dây chuyền sản xuất hiện đại nha, chứ còn mua lung tung á là không có được đâu đó. Anh yên tâm, đây nè, ít liệu khang, sản phẩm tiên phong có chứa nguyên liệu Golet, được chiết xuất từ hạt bí đỏ Pepo và mầm đậu nành từ Thụy Sĩ, được Bộ Y tế cấp giấy phép, Trường Đại học Y Hà Nội là chứng nhận là sản phẩm uy tín, chất lượng, an toàn này, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xót, tiểu không kiểm soát. Anh không có buồn về chuyện này nữa. Bán tất cả cái nhà thuốc nha. Vậy là anh yên tâm rồi. Không, uống cái này xong hết bệnh, thoải mái ngồi đánh cờ với tôi. Rồi. Bà muốn mà tôi uống, nhưng mà tôi vẫn thắc mắc á, cái bệnh gì mà bàng quang tăng hoạt OAB, rồi bàng quang kích thích gì đó, nó có nguy hiểm không? Mà lỡ mà tôi bị bệnh nặng rồi đó, không biết có theo ông bà, tôi sợ quá. Chờ tôi chút, tôi sẽ hỏi bác sĩ. Alo, bác sĩ ơi. Dạ, em chào bác sĩ. Dạ, chào bác sĩ. Chào chú. Dạ, giới thiệu với bác sĩ, đây là ba của em. Dạ. Chào chú, chú có vấn đề gì về cái đi tiểu của mình á thì chú dạ. cứ trao đổi ạ. Dạ, thưa bác sĩ, cái thời gian gần đây nè, tôi hay cái bị cái chứng mà tiểu gấp, rồi tiểu đêm, rồi tiểu nhiều lần, rồi nói chung là mình tiểu không có kiểm soát được. Đó, mà ban ngày á là đi khoảng 10 lần. Rồi ban đêm á đi là đi 5-6 lần, không có ngủ được luôn. Tôi lo quá, không biết cái bệnh này á có nguy hiểm đến tính mạng của mình hay không, mà gọi là bệnh gì nữa. Dạ. Về những cái triệu chứng của chú tiểu gấp, tức là cảm giác buồn tiểu thì xảy ra đột ngột và bắt buộc mình phải đi tiểu ngay đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi đi tiểu nhiều lần, một ngày là chú đi tiểu 10 lần. Dạ rồi đúng. Đêm thì đến 4-5 lần luôn. Dạ. Thì với những cái triệu chứng mà tiểu gấp, tiểu đêm, tiểu nhiều lần thì có rất là nhiều nguyên nhân. Về phụ nữ thì có thể là phụ nữ có thai, hoặc là mình sử dụng những cái chất kích thích, ví dụ như caffeine, hoặc là khi mình sử dụng cái thuốc lợi tiểu. Tuy nhiên những cái triệu chứng của chú là nam giới và đi tiểu gấp, tiểu đêm, tiểu nhiều lần thì đó là một trong những cái dấu hiệu của cái hội chứng bàng quang tăng hoạt. Bàng quang tăng hoạt hả con? Dạ. Vâng. Bàng quang tăng hoạt là một cái thuật ngữ để đánh giá mà rối loạn trong cái giai đoạn chứa đựng của cái bàng quang. Thì bàng quang sẽ kích thích co bóp liên tục ngay cả khi nước tiểu chưa được đổ đầy. Chính vì vậy nó gây ra cái tình trạng đi tiểu đêm, tiểu nhiều lần, mặc dù cái lượng nước tiểu thì ít, không nhiều. Về cái chú hỏi là có nguy hiểm đến tính mạng không? Thì cái hội chứng bàng quang tăng hoạt này thì nó không ảnh hưởng đến cái tính mạng của mình. Tuy nhiên nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của mình. Nó gây ra mình rất là căng thẳng. Nó làm ảnh hưởng đến cái khả năng lao động của người bệnh. Chính vì vậy mà chú cần phải khám và điều trị cái bệnh này. Bên cạnh đấy còn có những cái bệnh lý về đường tiết niệu, nó gây ra tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Ví dụ như là viêm đường tiết niệu, sỏi bàng quang, hoặc là u xơ tuyến tiền liệt thì cũng gây ra cái tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần như vậy. Dạ,
Vậy bác sĩ ơi, cho em hỏi cái bệnh này thì cách điều trị như thế nào, với lại mình có thể kết hợp mà dinh dưỡng như thế nào là hợp lý không bác sĩ? Dạ. Về cái điều trị bàng quang tăng hoạt thì bàng quang tăng hoạt giống như đã nói lúc nãy, đó là một tình trạng bàng quang co thắt liên tục ngay cả khi mà cái bàng quang nó chưa được đổ đầy. Nguyên nhân gây ra tình trạng này là do khả năng giãn nở của bàng quang nó bị suy giảm, rồi cái hệ thống thần kinh cơ điều khiển hoạt động tiểu tiện bị suy giảm, và cái cơ sàn chậu nó bị suy yếu. Chính vì vậy thì cái mục đích điều trị cái bệnh lý bàng quang tăng hoạt này thì mình sẽ làm giảm sự co thắt, tăng cường cái sự giãn nở của cái cơ bàng quang, duy trì sự ổn định của hệ thống thần kinh cơ điều khiển cái hoạt động tiểu tiện của mình, và tăng cường cái sự dẻo dai của cái cơ sàn chậu. Về điều trị bàng quang tăng hoạt thì nó có 3 bước rõ ràng. Mình sẽ thay đổi cái hành vi. Bước thứ hai là mình sẽ sử dụng thuốc. Và bước thứ ba là khi kháng thuốc thì có những cái biện pháp điều trị cụ thể. Về thay đổi hành vi thì đầu tiên mình sẽ thay đổi về cái chế độ ăn uống. Mình hạn chế những cái chất kích thích. Nếu mà tiểu đêm nhiều lần thì mình hạn chế uống nước khoảng từ 3 đến 4 tiếng trước khi đi ngủ. Mình sẽ tập luyện cái cơ bàng quang, tập luyện cái cơ sàn chậu. Thay đổi cái cân nặng của mình và hạn chế những cái thuốc lá, mình không hút thuốc lá. Đó là về cái thay đổi và thay đổi hành vi của mình. Về điều trị thuốc thì hiện nay cái nhóm thuốc mà điều trị chủ yếu là nhóm kháng muscarinic. Tuy nhiên ngoài ra có một số cái loại thuốc được chiết xuất từ thực vật thì có thể hỗ trợ điều trị trong cái bàng quang tăng hoạt này. Đến cái bước thứ ba, giai đoạn là khi mà đã kháng thuốc rồi thì mình có thể sử dụng, mình sẽ tiêm cái hóa chất vào bàng quang, hoặc là mình sẽ kích thích cái cơ, kích thích cái thần kinh ở vùng chậu, kích thích thần kinh chày, và thậm chí là nếu mà giai đoạn nặng thì mình có thể phẫu thuật mở rộng bàng quang bằng ruột. Đó là cái cách điều trị của cái bàng quang tăng hoạt. Dạ, vậy bác sĩ ơi, cái căn bệnh này á mình có phòng ngừa được không bác sĩ? Với lại nó có bị di truyền không? Giống như ba em bị, mốt em cũng bị. Về cái vấn đề di truyền thì cái bàng quang tăng hoạt này nó không di truyền em, thì em yên tâm về cái vấn đề đó. Dạ. Cái thứ hai về phòng ngừa cái này thì mình tốt nhất là mình sẽ nâng cao cái sức khỏe của mình, mình tập luyện thể thao, ăn uống điều độ và hạn chế những chất kích thích, nâng cao cái thể trạng mình lên. Mình nó sẽ tốt hơn. Cảm ơn bác sĩ. Kể như là mình là hạn chế kích thích như là rượu bia cà phê, đúng không bác sĩ? Đúng rồi. Ăn uống điều độ, chịu khó tập thể dục. Tập thể dục. Này là ba làm được. Cảm ơn bác sĩ. Em cảm ơn bác sĩ nhiều. Với lại sau này á, mà em có bạn bè hay là người thân gì mà cần tư vấn về căn bệnh này á thì nhờ bác sĩ tư vấn giúp em ạ. Sau này em có bạn bè, người thân hoặc bất kỳ ai có vấn đề về đường tiết niệu thì cứ alo bác sĩ nghe. Cái chương trình này mình thích nè. Trời ơi, cái chương trình này vui lắm nè. Bạn muốn hẹn hò, mình mà còn trẻ ra cũng dám chơi à. Ui da. Trời ơi, cái tập này nó có duyên dễ sợ luôn à. Mẹ, mẹ đang coi gì mà vui vậy? Coi 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 coi. Hai MC dễ thương không? Cái cặp dễ thương. Ui da. Ủa, sao vậy mẹ? Ôi, đau cái lưng quá. Trời ơi, cái chứng đau lưng của mẹ chưa hết nữa hả? Không biết sao con. Bà qua bà nói á, đi ông bác sĩ này á, 1-2 lần thôi là hết. Mà giờ 7-8 lần rồi sao chưa hết đau? Nó cứ đau thốn thốn hoài. Mẹ, con đã nói với mẹ rồi, cô Hoa á, cổ không có đáng tin đâu. Rồi mẹ nghe lời cổ, mẹ đi mấy cái bác sĩ mà không có uy tín á, rồi vừa mất tiền, mất thời gian mà không có hiệu quả, thấy chưa? Tại mẹ thấy cô qua đi cổ trị bớt mà con. Mà thôi, thì ráng đi hết cái liệu trình đi một lần nữa à. Lỡ mà không bớt á, bắt đền cô qua. Biết có bắt đền được không? Hết nước hả mẹ? Sợi con đi lấy cho. Thôi để mẹ đi lấy. Thôi để con đi lấy cho. Trời đất ơi, điện thoại gì mà reo to đùng đùng vậy ta? Con đi nghe điện thoại nha mẹ. Giảm bớt cái chuông đi. Dạ con biết rồi. Ui da. Ê da. Sao đau quá lưng
bữa nay lại đau cái gối ta. Ôi thời gian, ngày nào em bé xinh xinh, bây giờ em đã 50 thế này. Em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời? Không lẽ mình còn có 10 năm cuộc đời hả ta? Ui, đau cái lưng, đau cái gối. Mẹ làm gì vậy? Trời ơi, mẹ dọn dẹp coi. Con đã nói là mẹ cứ để đó con làm cho mà. Nhiều thứ lắm. Thì nhiều thì con cũng làm từ từ nó hết chứ sao. Mẹ qua kia mẹ ngồi nghỉ đi. Ngồi nghỉ để con làm cho. Đăng đăng đi đi. Ôi da. Thấy mẹ vậy con chịu không nổi. Thì có mẹ cứ ngồi nghỉ đi rồi từ từ con làm. Nay sao mẹ dậy sớm dữ vậy? Ngủ không có được. Ta nói suốt đêm nó hành. Mấy bữa chỉ đau cái lưng không à, bây giờ là cái chân cũng đau, cái mắt cá cũng đau, cái gối cũng đau, cái cổ cũng đau, toàn thân tứ chi con ơi. Tao nói trẻ làm cái gì cũng không sợ hết đó, già một cái trở trời nhức toàn thân. Chứ sao hôm bữa mẹ nói con mẹ đi khám bác sĩ chỗ cô Hoa chỉ đó, sao bớt đâu không thấy, bây giờ ngồi than đau nhức toàn thân. Sao không hiểu sao càng đi càng nhức con. Bởi con nói mẹ đừng có đi mấy chỗ bác sĩ mà không có uy tín, không có hiệu quả gì hết trơn á. Rồi hôm bữa con cũng có mua cho mẹ viên xương khớp Bắc Niên Kiện, mẹ có uống chưa? 2 ngày trước uống rồi, nhưng mà 1 tuần uống 1 lần thôi chứ. Cái đó là rẻ hơn nhiều so với mỗi lần mẹ đi khám ngoài á. Vậy hả? Dạ, mẹ cứ yên tâm uống đi. Rồi khi nào hết mẹ nói con, để con đi mua thêm nha. Uống cái đó tốt lắm, con toàn mua ở ngoài nhà thuốc lớn không á. Với lại mẹ biết sao không, viên xương khớp Bách Niên Kiện á là từ thảo dược an toàn, uống á không có bị đau dạ dày, cho nên mẹ cứ yên tâm mà uống. Vậy mẹ lên lấy uống. Ê thôi, mẹ đang đau khắp người mà, để con chạy lên con lấy cho. Quên, mà mẹ để đâu vậy? Mẹ để đầu giường phòng mẹ á. Dạ rồi, mẹ ngồi đợi giùm con xíu nha, con chạy lên lấy con xuống liền. Nè, mẹ uống đi, cái này là mẹ phải uống đều đặn mỗi ngày á nha. Uống hả? Dạ, con có lấy sẵn nước cho mẹ rồi đó. Xong. Mà con. Dạ. Thuốc này có chất gì bổ xương bổ khớp hả con? À, viên xương khớp Bách Niên Kiện này hả mẹ? Cái này á là sản phẩm tiên phong, được chiết xuất từ cây móng quỷ và vỏ liễu trắng, đã chứng minh lâm sàng giúp giảm các cơn đau như là đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay, đau nhức xương khớp, đau xương khớp nè, giảm viêm khớp, thoái hóa khớp, cứng khớp, thoái hóa cột sống rồi đó mẹ. Mà mẹ biết sao không, cái thuốc này ha, thường là sau từ 10 đến 14 ngày lúc mà mẹ uống, mẹ sẽ cảm thấy những cái vết sưng vết đau là nó sẽ giảm bớt. Rồi sau đó mẹ uống khoảng tầm 2 đến 4 tuần thì mẹ sẽ có thể đứng lên ngồi xuống dễ dàng nè, rồi đi lại cũng dễ dàng hơn á mẹ. Nhưng mà mẹ ráng kiên trì uống khoảng tầm từ 3 đến 6 tháng thôi thì mẹ sẽ cảm thấy không còn lo đau nhức xương khớp nữa, vận động thoải mái luôn. Mẹ ơi, hay vậy hả? Dạ. Uống 14 ngày là bớt đau liền. Dạ, sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép, có nghiên cứu khoa học và nghiên cứu lâm sàng chứng minh là cây móng quỷ và vỏ liễu trắng giúp điều trị xương khớp rất là hiệu quả luôn á mẹ. Mẹ bị thoái hóa cột sống với lại đau khớp gối là uống cái này là hợp lý lắm luôn á. Hay ghê. Vậy mà từ bữa giờ cứ đi theo bà Hoa không thấy hết. Từ mai mẹ sẽ uống thường xuyên. Dạ. Sau 14 ngày bớt đau, sau 3 đến 6 tháng mẹ khỏe như thời con gái.
Dạ, nhưng mà mẹ ơi, mẹ nhớ thêm cái này nữa nha. 2 tuần đầu hay là khi mà đau nhiều á, mẹ sẽ uống mỗi ngày 2 lần, nhưng mà mỗi lần là 3 viên. Hả? Rồi sau đó mẹ sẽ duy trì đều đặn, cũng là một ngày 2 lần, nhưng mà một lần thì có 2 viên thôi. Thay đổi ha. Thời gian đầu thì mình uống nhiều tại vì mình còn đau nhiều. Dạ đúng rồi. Sau từ từ mình tiết chế lại. Đúng rồi, cô mình uống để mình duy trì. Mẹ biết rồi. Dạ. Cái thuốc bách niên kiện này nghe con nói hay thiệt à. Dạ, mẹ cứ duy trì uống như vậy á, đảm bảo á, xương khớp sẽ dẻo dai. Rồi mẹ sẽ có thời gian thoải mái để đi chơi với mấy gì á. Để mẹ qua, mẹ nói gì qua mua cái này uống. Dạ. Trời, sao vậy mẹ? Trời ơi, mẹ, mẹ có sao không? Cái lưng nó chịu không nổi rồi con ơi. Trời ơi, chết rồi. Vậy thôi để con gọi bác sĩ nha mẹ. Ôi, đau quá. Trời ơi. Alo. Dạ. Bác sĩ ơi. Dạ, em chào bác sĩ. Dạ bác sĩ ơi, mẹ em á thì mới ngoài 50 thôi, nhưng mà đang nghi là bị thoái hóa cột sống á. Để bác sĩ giải thích cho em ạ. Mẹ em có những cái triệu chứng như thế nào? Dạ, thì mẹ em hay bị đau đầu gối nè, rồi có đau lưng, rồi có tê bì chân tay nữa. Đi lên đi xuống cầu thang có đau, thang đau? Dạ có, lúc nào cũng đi lên mà lên cà nhắc rồi ôm đầu gối khó lắm. Những điều như em kể thì mẹ em nó bị cái bệnh cảnh là thoái hóa. Thì thoái hóa thì có thể gây thoái hóa toàn bộ cơ thể, đặc biệt là cái hệ thống cơ xương khớp. Mình gây ra thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống. Và cái triệu chứng nó điển hình là thứ nhất có 2 triệu chứng là triệu chứng đau. Đau khi, đặc biệt là đau khi vận động, tức là đau cơ học. Khi mình nghỉ ngơi thì nó sẽ giảm. Và cái triệu chứng nữa đặc trưng đó là cứng khớp. Yeah. Đặc biệt là cứng khớp buổi sáng, nhưng mà cứng khớp thường dưới 30 phút thôi, không có nhiều trên 2 phút. Sau khi mình vận động một lúc thì nó lại sẽ đỡ đau. Còn cái thoái hóa đó mà nó trên cuộc sống mà nó gây chèn ép thần kinh thì nó sẽ có thêm triệu chứng là tê đau, hoặc đau nó lan theo cái các chi. Nếu mà tác động ở trên vùng cổ thì nó lan theo tay, còn chứ nếu động dưới vùng thắt lưng thì nó lại lan theo cái chân. Yeah. Đó là cái triệu chứng của cái trong bệnh cảnh thoái hóa có gần tương tự như cái triệu chứng của mẹ em đó. Dạ. Bác sĩ ơi, vậy bác sĩ có thể cho em biết là nguyên nhân nào dẫn đến những căn bệnh này không bác sĩ? Tại vì ở nhà mẹ em thì cũng làm công việc nội trợ thôi à, chứ em thấy cũng không có phải làm việc gì nặng nhọc hết trơn á. Cái lão hóa, tức là người ta gọi là cái bệnh là dấu ấn của thời gian, là khi cơ thể mình càng ngày càng lớn tuổi lên thì tình trạng nó lão hóa dần các bộ phận của cơ thể, trong đó có hệ thống cơ xương khớp của mình. Như em thấy đây là một cái khớp gối bình thường, mặt khớp rất là trơn láng, các dây chằng rất chắc, nhưng mà đến khi mà cái gối nó bị lão hóa thì các phần sụn nó bị hư hại, nó mòn đi. Và cái phần xương ở dưới sụn nó cũng bị phản ứng, nó đặt, nó lộ ra, thì gây ra các triệu chứng khi mà đi mình sẽ đau. Ngoài ra nó có làm tình trạng gây ra cái tình trạng viêm cục bộ của cái vùng trong khớp, vùng vỡ sụn và cái vùng bao khớp, thì gây ra những tình trạng khi bệnh nhân thỉnh thoảng là bệnh nhân đau, và nó làm giảm cái lượng dịch tiết thông thường để mà bôi trơn cái mặt khớp. Người dân gian hay mình hay nói là đi bị khô khớp, ngay lão xạ các thứ, thì nó gây ra tất cả các tổng hợp các triệu chứng đó, nó làm ra cái bệnh cảnh mà như giống tương tự như mẹ em. Dạ, nhờ bác sĩ á, hôm nay á em hiểu rõ ràng hơn về căn bệnh của mẹ em. Em cảm ơn bác sĩ nhiều. Với lại sau này á, nếu mà em có bạn bè hay là người thân á mà cần tư vấn về căn bệnh thoái hóa thì nhờ bác sĩ tư vấn giúp giùm em ạ. Nếu ai có bệnh lý về cái thoái hóa khớp, về bệnh lão hóa cái hệ thống cơ xương khớp thì cứ alo bác sĩ nghe.